Hello, em Di Cá chào tất cả anh em ha. Rồi tiếp tục chương trình của sáng ngày hôm nay thì lại là hút bụi dây điện và bếp từ anh em. Thì tối hôm qua anh em chốt sạch sẽ luôn. Thì em xin rất là cảm ơn tất cả anh em ha. Đấy, thì đây tiếp tục phục vụ cho anh em là những mặt hàng này cho nó hết anh em. Đấy, rồi thì cái này thì em bao ship toàn bộ cho anh em nha. Hình thức mua bán bên em là cái phần này là em bao ship toàn bộ cho anh em và anh em cọc trước giùm em 30%, còn lại bao nhiêu thì khi mà nhận hàng kiểm tra thanh toán sau anh em nha. Đấy, này là xài điện 100V, đây cái này xài điện 100V bếp từ, còn cái kia xài pin, còn cái kia điện auto. Đấy, rồi thì đơn giản vậy thôi anh em. Dây điện thì em cũng bao ship luôn, bán theo lô anh em ha. Đấy, còn hút bụi vậy bán theo tình trạng, còn cái này bán theo tình trạng, con nào thì lát em sẽ báo riêng con đó. Rồi vậy thôi anh em ơi, đơn giản thôi. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một, anh em xem và tham khảo nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ quay dây điện trước anh em nha. Đây. Đấy. Đây thì nút gì đây em biết. Này nó hơi nhiều ổ cắm luôn anh em. Đây ổ cắm này thì ổ cắm dẹp anh em nha, ổ cắm dẹp. Đấy. Ổ cắm dẹp. Còn ổ này. Này nó còn cái gì đây luôn nè. Đấy. Rồi này tô thứ 3. Em này IKEA China. Còn cái này reset gì đây? Này nút là nút reset này. Đấy. Còn hết nha. Còn lỗ này cái lỗ có cái nút gì, nó có cái điện thoại ngay đây nè, dở này lên nè. À sạc điện thoại USB. Đấy, USB. 2 4 6 7 lỗ anh em ơi. Đó, 7 lỗ. Rồi ok nha, dây này 15A anh em nha, 1500W. Đó, này nó kéo ra, dây đẹp lắm. Dây nào cũng 1500W hết anh em. Nào cũng 1500 hết á. Rồi, mã đầu tiên 534 anh em ơi. 534. Rồi, cái này đầu tiên 170 đi anh em. 170 nha. 170k là bao phí vận chuyển nhà cho anh em nha. Rồi ok. Đấy. Phích dẹp anh em à. Này là phích dẹp. Rồi con này electronic gì đây. Đấy. Rồi. Này nó nhấp nhá điện nè. Cháy một bóng nè, đưa cây kích lên nè. Rồi lên rồi. Điện mát anh em. Đấy. Rồi ok nha. Rồi. Em này 1500W. Đấy. Còn em này. Con này có gì đây ta? Rồi này 3 lỗ luôn em nha, 2 dây thôi. Rồi 170 luôn em nha. Rồi 535 170. 535 170k anh em nha. Đấy, ngày hôm qua anh em nào chưa chốt được thì anh em chốt tiếp anh em ha. Rồi lên em. Chứ ngày hôm qua quay có mấy chục mã cũng ít á. Đấy. Rồi con này thì của Nati. Đấy, dây cứng cáp nghiêm chỉnh anh em. Này Nati. Con này made in China, hàng Z. Đấy. Ok anh em ơi. Đấy. Này cắm an toàn lắm anh em thấy nè. Nè. Cắm vô phát khít kịch luôn em, rồi kéo thoải mái luôn anh em. Khít lắm mà điều nó là khít dẹp thôi anh em ha. Rồi 538 con này 170 luôn em nha, 170. 170k, 3 cọc bao ship. Đấy. Nó ra trung bình nó gần 50.000 cộng thôi. Rồi ok nha. Cắm này cắm vô cái có lỗ này nữa nè. Vui lắm. 1500W. Này hai lỗ luôn chứ không lỗ nó Panasonic này nè. Đấy, hai lỗ luôn không lỗ. Này. Còn này thì nó là dây nè, đấy. Đó. Rồi có thêm cục này nữa anh em. Đấy. Hộp nè. Reset nè. Rồi, lô này 4 món anh em nha, 2 xị đấy. 4 món 200.
rồi 537 200. Rồi 3 cộng anh em ơi. Đấy. Đấy, ok luôn. Đấy. Này nó còn ấy nè. Này Hitachi 123 lỗ, Hitachi 3 lỗ. Đấy. Em này 1500W thì hàng của Z anh em ơi. Đó. Rồi 3 cộng này 170 anh em. 170 nha. 538 170. 538 170. Rồi, ok. Em phân 3 cộng 3 cộng 3 4 cộng thôi anh em nha. Tại ít ít thôi chứ anh em nhiều quá anh em xài cũng hết á. Này 3 chấu nè. Lên điện anh em ơi. Đó này 3 chấu nè. Telecom Made in Japan. Rồi, 2 cộng 1 cộng Na Tiên cộng 3 Na nữa anh em nha. Cộng Na Tiên cộng 3 Na nữa nè. Đấy. Này có hit luôn anh em ơi. Này nó có hai cục hit nè. 1500W banana. Còn này của Nati Made in Japan. Rồi, lô này 200 luôn em nha. 539 200 luôn. Ok luôn. Đấy, 539 200. Rồi 540 đó. Đây. Này của Nati anh em. Này Made in China đấy. Z là của China anh em ơi. Đó. Ok luôn. Rồi 3 cộng này 170 luôn em nha. 540 170. 170k. Đấy, 540 170. Rồi 541. Này Toshiba. Mấy cái phần có biết cắm thì em sẽ cắm lên cho anh em ha. Này nó có điện ta. Gắm gắm một máy vô thôi, gắm cộng vô thôi. Có có đèn chút xíu siêu anh em ơi. Đấy, một lỗ này. Hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ. Ok anh em ơi. Nó có đèn nhưng mà có cái không anh em. Đây nè, có chút xíu siêu thôi, một cái nè. Cái này không có đèn nè. Đấy, cái này không có đèn nha. Cái thứ hai có đèn nè, màu xanh chút xíu à. À ba cái có đèn. Đấy, đèn màu xanh chút xíu siêu rồi. Đấy. Có cái đầu tiên này nó không có thôi. Rồi 170 anh em ơi, 170 nha. Rồi ok. Đó, 541 170k. Cái vấn đề là em bao ship rồi anh em nha. Đấy. 170k này, đấy. 17. Rồi, cái này thì này có cộng dây trong này nữa. Có đèn nó bị xíu xiu rồi. Cái vòng này vậy này hơi xấu nha, này hơi xấu này. Có đèn xíu xiu thôi. Đó. Cái này là sáng nhất, còn ba cái bóng này nó chỉ có chấm nhỏ xíu rồi. Đấy. China. Con này dây trong đẹp nè. Đấy, trong quắc luôn. 2. Rồi, 3. Này biết cuồng nào luôn. Rồi 3 con này 160 đi anh em. 160. 542 160. Ok luôn. Rồi 543. Rồi điếc một bóng rồi anh em nha. Cái này điếc một bóng ở đây. À, ok rồi. Đấy. 123. Dài nè, nó Nati. Em này của Taiwan. Đấy. Dây điện ok hết rồi anh em ơi, yên tâm. Dây này nó không có dư dây máy đâu anh em ơi. Rồi 543. Này 170 anh em ơi, 170. 170 ca đi luôn. Rồi. Này 2 cộng thôi mà cộng này thì mát dài cho anh em luôn. Đó. Sabuji 1500W này anh em. Z. Yes. Này sao có một kêu đây. Này nó hơi bởi rồi anh em ơi. Này nó bị mẹ bể rồi anh em ơi, này bị mẹ bể nha. Đấy, mẹ bể. Này Elecom, này Made in China.
còn được cái cọng dây dài thôi. Rồi hai cọng này thì 150 nha anh em. 150 nha. 150. Ok luôn. 541 150. Rồi tiếp tục 542. Yaruma. Đấy, Marincina. Yaruma. Em này 1500W. Ủa. Từ anh em. À, cọng này hơi độc anh em ơi. Anh em cứ cầm gắm vô là được. Đấy. Nè. Đây anh em nha. Đấy. Anh em cứ cầm gắm vô là được, không giới hạn bao nhiêu lỗ anh em. Đấy, không giới hạn bao nhiêu lỗ nha. Chỉ cần gắm vô là được. Đây nè, nguyên một sảnh dài luôn. Đầu có đầu 1, 2, 3, 4, 5, 5 lỗ thôi nè em ơi. Nó có các khúc trong á, 5 lỗ thôi. Hay Madin Gia Băng. Cộng này của mấy. Rồi cái này 1.8 anh em ơi. 546, 180. À 545 chứ, 545, 180. 180k anh em nha. 180. Bao ship cho anh em rồi. Rồi 546 123. Ừ. 3 cộng. Cái này có đồ dặn nè anh em, này mất nè. Đó, một cái mất nè. Đấy, hàng Z. Rồi, 3 cộng này. Đấy. 3 cộng 1500W. Rồi cái này để anh em 160 đi anh em ơi. 160 3 cộng bao ship nè anh em. 160 nha. 546 160. 547. Này ba cháu luôn anh em ơi. Đó, dây to này, dây bao to cho anh em luôn. Nati. Còn này dây nối nè, dây nối. Này dây nối 123. Đấy, 3.7 anh em ơi. 547 107 nha. Rồi 547 107 luôn. Rồi tiếp tục đây là 548. Ok luôn. Đấy. 548. Yaman Trung Quốc anh em ơi. Made in China. Hàng hàng bãi hết anh em nha, trong hàng trong hàng Trung Quốc luôn. Đây nó có công tắc bật này anh em. Đấy. Ok. Rồi, 3 cộng này. Xị 8 anh em nha, 180 3 cộng. Cộng này thì ok rồi. 548 108 luôn. Ok, 548 108. Rồi, 549. 549 anh em. Ok nha. Rồi, con này 108 luôn, 3 cộng. 549 108 luôn. Đấy, ok anh em nha, thử 3 cộng rồi. Đấy. Chắc vàng luôn. 108 rồi, ok anh em. Ok chưa anh em ơi? Đấy, 3 cộng vàng luôn. Rồi. Này 170 đi anh em. 550, 170. Ok luôn, đấy. 550. Rồi, 551. Lô này có đây luôn anh em. Rồi ok luôn em. Rồi 108 luôn em. Em lên co 551 108 luôn. Đây có một em màu màu hương.
Rồi ok luôn. Đây CB tổng anh em. Đấy, này tổng nha. Này mở lên, tắt này, đây hai cái CB. Rồi 108 luôn em. 552 180. 552 180. Rồi, có cái này bằng nó bằng sắt luôn nè. Ba cháu nè, hai cháu nè. Đấy. Banana nữa nè. Đấy. Này nó hơi nặng anh em ạ, dây nó hơi to. Này bón keo em ơi. Tháo keo ra coi thử nó có bị gì không. Đây phần này lại đi. Tháo keo ra. Một hai ba bốn ba na rồi ok luôn đấy. Cái này Manichina đấy, này ba na còn hai em này, hai em nối nữa, này nối ba lỗ này. Rồi cái này 180 nha, 553 180 553. Rồi hàng Z anh em à, 1500W đấy. Màu nhựa đẹp banana nè. Đó, dây đây 1500W luôn. Này Nati da bạc. Rồi, ba cọc này 200 anh em nha. 554 200. 554 200. Rồi 555. Này hai cộng thôi. Nặng. Đấy, gắm bình thường anh em nha. Đấy, đây gắm bình thường. Cộng này em mượn anh em ơi. Đó, này hai cộng thôi. 1500W. Rồi, cái này 3 fit 3 cháu cũng được anh em nha. Đây nè, fit 3 cháu này anh em gắm vô nè. Đấy. Ok. Rồi này 170 nè em, 555 170. Dài, nặng. Như này nó mất hết rồi nè anh em, đấy. Mất hết rồi. 555 170. Gì đây? Này ô răng nè em. Này dây nối. Đấy. Panasonic nè em ơi, Panasonic. Made in Thái Lan. Đủ các nước Đông Dương luôn. Này có cái thiết nối này nè. Ok nha, này Nati Made in Japan đấy, hai cộng. Cộng này bao dài luôn em, bao fit tu lơi cho anh em luôn hả? À, nè. To, dài. Cái này hai cháu ba cháu giờ anh em gắm được hết nha. Đó. Rồi 556 200 anh em nha. 556 200. Điện nó hơi mát mát tí anh em à. Đây nè. Điện nó hơi mát mát tí. Đấy. Có cái lên có cái này không lên nè. Rồi ok, cái này 160 cho anh em nha, vẫn lên bình thường. Nút này nó có kín luôn anh em nha, nút này nó kín luôn. Rồi. 160 đi anh em, hai cộng. 557 160. Bao phí vận chuyển rồi anh em. Đấy. Rồi 557. Lên hết anh em. Này CB tổng. Đấy. Ok. 1. Này 4 cộng luôn em ơi, này 4 cộng nha. Đấy, 4 cộng. Hai dây nối. Rồi 558, này 180 đi anh em. 180. Ok luôn. Rồi 180, 558, 180. Rồi 559. Có con này dây bự nữa anh em ơi.
dây này bự, một ba lỗ mà điều nó có hai lỗ nhưng mà ba chấu, hai lỗ ba chấu. Không thấy điện nhưng vẫn ra điện anh em nha. Đó. Giờ thấy điện rồi. Đó. Lên được một bóng rồi nè. Đó ra hết anh em. Có cái bóng này điếc nè. Khúc đuôi điếc anh em nha. Đây. Điếc nha. Khúc cuối điếc rồi. Rồi, ba cái này 150 anh em ơi. 150 559 150. 150 bao phí vận chuyển. Đấy, còn 40.000 cộng anh em. Rồi, Bana. Dây Bana bao dài cho anh em luôn. Đấy. Rồi ok. Rồi ba cục này, dây này dài anh em, nặng 200 anh em ơi. 560 200. 560 200k. Rồi 561. Ok anh em nha. Đấy. Malentina. Rồi cộng này dây này là dây nối. Đấy, 1500W. Rồi, cộng này 180 anh em ơi. 561 180. 561 180. Rồi 562. Này bị ống anh em nha, mẻ hai cái này nè. Rồi để em tính cho anh em nha. Nên lên điện rồi chút xíu à. Đấy. Rồi cái này để cho anh em 130 ok anh em ha, 130k. 562 cái này nó bị bởi cái ống nè, 130 bao ship rồi đây, 130 bao ship, còn 100.000 thì ba cộng này anh em ok. Đấy. Bana này anh em, dây nối Bana nè, để lại một hai cộng này để mình xài nha. Đó là tầm khoảng 40 cộng. Mắc cái phích cắm này nè. Này hư rồi em ơi. Bỏ cái cục khác vô. Rồi. Này. Rồi ok. Rồi cái này 180 anh em ơi, 56 563 180 luôn. Đây là cái nối anh em ơi, cái đúc cái nối. Anh em đúc vô cái này nè. Có cái này thôi à. 1 2 3. Cộng này bị gãy ở đây anh em nha. Đó, cái này bị gãy ở đây. Rồi, ba cái này đợi cho anh em 150 đi nha. 564 150. Đấy. Ok. Rồi, 565. AV. 1500W Made in Japan. 1 2 3. 3 cái nè. Rồi có điện luôn. Rồi cái này 3 cộng này 180 đi nè. 565 180. 565 180 nè em ơi. Đấy. Gắm cục sạc vô coi.
tiếp tục một cây AV. Rồi có điện rồi nè. Ok. Đấy, dây này dây nối. Đấy. Rồi ok, 170 nha. 566 170. 566 170. Này hai con Bana nè, ba con Bana nguyên bộ luôn, Bana luôn nè. Đấy, ba đầu con Bana nguyên bộ đẳng cấp Made in Thái Lan, Made in Japan. Này Made in Thái Lan anh em nha. Rồi, ba con này 200 anh em nha. Đấy. 567. Bảy 200. Ba con Bana luôn. Dây này dây nối nè anh em. Mấy con dây này Nati nè, em hay xài dây tép máy Nati. Này của Z này. Rồi. Này 170 anh em ơi, 170 586 170 luôn. 586 170. Okay. Xuống em ơi. Lỗ á. Này dây xanh. Rồi có điện nè. Này có cọng này dài nè, đấy cọng này dài. Made in China. Rồi, này 1500W của Z đấy. Z. Ok, rồi cái này 170 nè em ơi, 569 170. 569 170. Rồi 570. Thái Lan Bana. Thái Lan Bana. Z. Yes. Rồi 180 nha, 570 180. Rồi ok luôn em, cọng này Nati. Đấy, giáp băng. Này dài anh em nha, cọng này anh em mình xài đồ Nhật mà cọng này thì đẳng cấp luôn là nào. Made in China. Made in Japan. Đấy. Nhiều trong. Rồi 180 luôn nè, 571 180. 180 nè. Đấy. 571 180. Rồi 572, cọng này màu xanh. Này. Dây 1.25 nè. 1000W nè. Rồi ok. Em này dây Made in China. Rồi lô này 160 đây nè. 160 nha. 572 160. Đây 160k bao phí không chịu. Này hai cộng thôi mà hai cộng to nên mà con này Toshiba và một con Nati. Đấy. Một con Tô mà con Nati dây đẹp anh em. Mà giá băng nè. Đấy. Tô Nati. Giá băng hết hai cộng. Rồi. Hai cộng này dài to khỏe nên nha, hai cộng 200. 573 200k. Đấy. 573 200. Rồi 574 này Electrom. Đấy. Electrom hình như nó của Trung Quốc hay sao ạ? Sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, 1000W. Rồi ok luôn. Đấy, 3 cộng anh em á. Cộng này của 1500W. Z. Hàng Z. Z luôn. Rồi cái này 170 đi nè em ơi. 574 170. Đấy. 574 170.
Rồi anh em tín đồ màu đen 2 cộng đây anh em. Nati nè, còn sao nó ăn dưới tôi. Đang chịch luôn nè. Nati Electron. Rồi ok anh em. Rồi 2 cộng này 200 luôn anh em. 575 200. Made in Taiwan. Ba lỗ anh em ơi. Này này ba lỗ, mất luôn bà nó cái CB rồi. Nè hư anh em ơi, nè hư rồi. Nè hư rồi. Bỏ xuống đây. Này còn còn này bỏ ra. Hư rồi. Made in China 12345 5 lỗ anh em ơi. Này Bana. Này của con nào đây. Rồi này 3 cộng 170 nè. 576 170 576 170. Rồi ok luôn. Ok ok con. Đợi cô xíu. Rồi 3 cộng này dài nè anh em. Này dây nối. Rồi 170 luôn anh em ơi. 577 170. 170 rồi ok. Rồi 578. Đấy. Hai mã thôi em. 79 là được. Rồi ok anh em nha. Một cộng. Cộng này cộng nối gì đây nè. Z 125V. Đấy. Còn này nó không ra được anh em. Còn này còn gì á. Không hiểu luôn. Này không được. Bỏ. Còn này bỏ anh em á. Không ra. Rồi bỏ còn này vô. Bana vô anh em nha. Rồi, Bana. 3 cục. Rồi 578. 180 anh em nha. Rồi từ từ để em nhìn em thở ra. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đây. Nati. Ok anh em ơi. Đấy. Rồi cái này của Nati. Này của Gia Băng. Biết của con nào rồi. Rồi cho nó 3 cộng da Nati đi em. Rồi mã cuối cùng luôn em. 125V 15A à, 1500W. Rồi ok ha. 579 200 anh em nha. Đấy, 3. 200. Rồi đi em. Rồi bây giờ em sẽ qua biết từ anh em nha. Rồi qua biết từ. Đây, đầu tiên thì một lên một con. Lấy anh một cái cành này. Đầu sẽ sơ qua một cái em ơi. Gì gớm quá vậy. Để anh lau nha, bỏ nồi lên nè. Cảm điện đi. Lau qua cái nó bóng lưỡng, nó sáng gió rồi nè. Em thì em không có lau. Làm bãi rồi nó dơ lắm anh em ơi. Đấy. Lâu đó, thằng đợi đó nó bụi quá cha. Đấy. Ok. Nước lược liền hay đâu. Rồi gắn điện chưa em. Bỏ nó ra đó. Ăn từ anh em nha, đợi xíu cho nó sôi lên cái nha. Ăn từ.
Cái này thì bán theo tình trạng thôi anh em, tại cái này thì không phải như dây điện anh em ơi. Nó có cái chạy ngon lành, có cái nó điếc rồi, có cái nó bị lủng lỗ bấm nút không được, đủ thứ anh em ơi, hàng bãi mà. Đấy, bán theo tình trạng, đẹp bán đẹp, xấu bán xấu anh em. Giá thì nó lộn xì ngầu hết lên chứ không có con nào giống con nào. Bỏ hai con giống nhau lên, hai giá khác nhau rồi anh em. Sôi rồi anh em ơi, bốc khói rồi. Anh em lưu ý kỹ nha, nó là điện 100V và em bán theo tình trạng không bảo hành đâu anh em ha. Rồi, máy sôi nè. Rồi ok. Tắt đấy. Tắt rồi. Đầu tiên thì anh em mở nút này. Rồi, anh em chọn chế độ đây, chế độ trên. Đấy. Là chế độ dưới nãy em mở rồi, bây giờ mở chế độ trên. Đấy, hai cái anh em ha. Nói chung là cái này hiện giờ anh em về mở tí xíu bấm cỡ nó bấm táo bấm lui nó cũng đường nào nó cũng về Hà Nội thôi anh em ơi. Nó có hư đó. Con nào nó hư là nó hư à. Rồi, nút 9 giờ này điếc nè. Đấy. Đó, nút 9 giờ chỉnh không được nha. Con này đời chắc nó cổ rồi. Đấy, nấu được. Đấy. Tất cả mọi nút đều nấu được, riêng cái nút chỉnh giờ để móng không được. À, xuống nha. Con này có dây anh em nha, con nào có dây thì sẽ có dây. Chạy nó mới có dây, còn không chạy là nó sẽ không có dây anh em ạ. Rồi con này nó là 1300W nè, Madentina nè. 1300W hàng của Z đấy. Điện 100V anh em lưu ý kỹ nha, hình thức cũng còn đẹp lắm. À, ok. Rồi con này 300 sáng còn đẹp anh em ạ. À, 350 đi, bao ship cho anh em. 350 bao phí vận chuyển nha anh em nha. Và tiếp tục đây là một con Bana nữa anh em nha. Ở cái mặt này nó hơi dơ. Ở cái này thì anh em vừa vệ sinh là cái là ok thôi. Bana KZ bơi H 5 bơi. Này đè xuống mấy giây nè. Đó, nút này nhấn mạnh mạnh xuống tí xíu. Đấy, tại cái nút này nó không phải như cảm ứng á. Đấy. Sáng quắc nè. Lên bình thường. Bana nè, màu nó vàng nó cái kiểu nó hồng ánh hồng á anh em. Nấu thì ok rồi đó. Lên điện ăn từ. Cái nào ăn từ bỏ vô cái là ăn liền. Nút này là bấm được rồi nè. Đó, này bấm được, này bấm được. Này bấm được. Này bấm chưa được nè. Này bấm chưa được rồi, để em tắt đây nè. Đấy. Rồi. Này bấm được nè. Rồi tắt tiếp. Rồi này bấm được. Đó, rồi, tất cả mọi nút đều hoạt động rồi, chức năng thì em về tự chỉnh nha. Em chỉ bấm là cho nó lên thôi. Này đời 208 anh em nha, 1400W Bana Sonic. Đấy, đời 208. Đó. Rồi em này nó hơi 66 này tí xíu nha. Rồi con này 800 anh em nha. 581 800k Bana. Ok đi. Rồi tiếp tục con này là Amway anh em nha. Con này Amway. Đấy, Amway. Amway nữ hồ. Em tắt đây. Nút này tắt không được luôn nè. Đó. Tắt à. Rồi mở lên. Bấm nút này tắt nè. À. Bấm sao á, lúc này nó nhảy ra, bấm nút này tôi tự nút này nó nhảy ra, còn khi mà anh em mở là anh em bật, đó đi vô. Đấy. Lên, đấy. Rồi chọn chức năng sao.
Hẹn giờ. Nút này chưa bấm được nè. Đấy, nấu ok anh em ơi. Còn lát nên tắt lại mở lại. Indesinus anh quay anh em ơi, mặt trắng á. Năm tám hai. Rồi ok luôn, nấu sôi ok luôn nha. Rồi nút này bấm nè, nó nhiều chức năng lắm anh em. Đấy, nó nhiều, rất là nhiều chức năng nha. Đấy, ok. Ăn quay nữ hoàng này. Rồi tắt rồi đó. Có mắt gì đây nè, mắt mũi gì đây. Rồi con đời đời năm 1999 luôn anh em nha. Hả, năm 1999. Đấy, hình thức cục ok. Rồi con này ăn quay để anh em 500k nha. Đấy, ăn quay đi luôn nè. Con nó hơi xấu xấu á. Rồi Iris Oyama. Đấy, con này ngày em quay rồi mà nó bị nó dây nó bị thúi này, và chứ không phải là máy nó chết. Đấy, hình thức nó hơi xấu xấu nè, anh em về trải nghiệm con này ha. Rồi 583 này, nấu con này nấu dễ lắm, bấm lúc này có mấy nút rồi. 250 bao ship cho anh em ơi, con này nấu ok nè, Iris Oyama. Con này hơi xấu cái dàn này nè, hơi xấu. Rồi nấu được anh em ơi, rồi xuống nè. 1400W này, đời 2021 anh em ơi, điều nó hơi xấu này, nó xài nhiều. Không có quan trọng là cái đét cao hay thấp đâu anh em ơi, nhiều khi mà cái đét cao mà nó máy nó xấu như thế này, 2021 mà nó xấu à. Đó, nhiều con 599, con nhiều 92, 93 mà nó đẹp len keng anh em. 553, 250. Đây, con này đời 2014 nè anh em thấy không? Nó thua con kia 7 năm luôn á. Mà nó điếc luôn à. Lên về khác đi. Rồi lên nè. Mở đúng dây của nó em nha. Cộng nào nó ăn, cộng nào nó ăn được thì đỡ cho nó ăn. Có cái thùng kia nó quấn, nó em thấy nó quấn bằng keo, không biết nó xài chưa, biết nè, còn thùng à, lấy thùng lên ra nè, còn thùng à, rồi đưa từng khui rồi để là để khui ra, rồi nấu ok nè, rồi 584 con này 300 anh em nha, rồi ok, lấy cái khăn em, Iris Oyama 1000W năm 2014 đấy. 300k dành cho em nó luôn. Rồi 584 300 ok đi. Này nấu ok nè anh em. Đấy, rồi đưa thùng vô nè. Đây. Bảo hành Yanamen, con này hàng thùng thôi, xài rồi anh em ơi. Đấy, này đét 2013 nè anh em, mà dưới nè chẳng qua là hàng thùng, nó tất nhiên là nó phải đẹp rồi anh em. Bất cứ một cái con máy nào luôn, kể cả máy pin máy điện không, nó nằm trong thùng là nó đẹp à. Đấy, nó không có ra bãi, nó không có ra xương ra gió đâu, ra bãi nó nằm đó, nó có cái thùng nó bảo vệ đó thì nó đẹp thôi. Rồi ok. 9982 200.
da nam em. Đây là chức năng nấu anh em ơi. Đấy. Đề này 2 dây nữa nha, này mở nó đề 2 dây. Da nam em. Rồi tắt bấm, rồi cái này lên đó, bấm em chỉnh hết mấy cái nút nha. Đấy, cái này lên bơi 6 nè. Đấy, hai nút này bấm kêu tít tít thôi nè. Đấy, rồi ok, tất cả mọi nút đều hoạt động, bấm kêu hết là được anh em nha, và nấu được. Đấy, em chỉ test tới đó thôi, còn em test mà bao chức năng nữa thì em không test được anh em ơi. Đấy, đi rồi, con này 550 anh em ơi, thùng này. Đấy, đời 2013 máy ok, đem kem 7 thùng này em. Rồi 585 2 550k một thùng này. Ok. Em. Vậy xét qua được rồi lâu em. Mà bỏ con dây vô luôn em ơi, giờ nó rồi. Nấu được anh em á, con này nấu ok. Rồi con này nấu được anh em nha. Đấy. Đấy. Hai chức năng nào nấu cũng được. Rồi ok luôn. Đấy. Xuống em ơi. 586. Ừ. Em này đời 2018 1000W anh em nha. Rồi con này đợi anh em 280 anh em ơi. Ừ. 586 280. Rồi con này hiệu của gì đây? Sanyo anh em ơi, Sanyo. Có sóng điện thoại wifi gì đây em. Rồi có điện anh em ơi, có điện. Này nút gạt thôi anh em. Nút gạt thôi. Rồi thử chút xíu thôi. Sao nghe vậy ta? Rồi lên rồi anh em ơi, lên rồi. Nói chung là nhiều cái món mà không phải là công cụ, như những bếp từ, rồi những cái món mà như thế nào đó thì thực sự là em lên đây em ngồi em quay video, nhiều món em bán rất cao và nhiều món em cũng biết là em bán rất là cao và nhiều món em bán rất là thấp, thì anh em mình góp ý với nhau thì có món nào thì anh em cảm thấy mà cao thì anh em mình góp ý. Đợi, nhắn tin xuống bình luận, nhưng mà anh em bình luận đừng có phản cảm quá anh em, đây là em nói sự chân thật. Em ngồi đây em buôn bán chứ không phải ngồi đây em lừa đảo. Và anh em chỉ cần góp ý là món đó em bán hơi cao chỉnh giá lại, và cái món nào em bán hơi thấp em chỉnh giá lên. Đó. Nhưng đừng anh nhiều anh em vào bình luận như là mày đợi mày ăn luôn, không ai ăn sắt được đâu anh em ơi. Sắt với đá không ai ăn được hết. Đây, nếu mà anh đã bình luận như vậy, nếu mà anh ăn được thì em gửi về cho anh em một tấn coi như cho luôn. Đấy, anh em mình vui vẻ thôi. Đấy. Rất là nhiều giờ dạo gần đây thì cũng rất là nhiều anh em bình luận rất là thiện cảm luôn. Đấy, còn như vậy em rất là vui. Thà vậy đi nè. Nó đã cao, nó kiểu em bán muốn hơi cao ạ. Đấy. Em chỉnh lại liền. Nhiều khi mà em cũng không biết trên đâu phải là cái món này, em đâu biết hết đâu nào mà.
đó là anh em mình tâm sự thiệt thiệt sự. Đây sôi được nè anh em. Rồi ok xuống nha, cái này nó đâu có chức năng gì đâu, gạt lên gạt xuống thôi. Rồi con sang vô anh em ơi, sang vô. Rồi 587 rút điện nha, 400 từ từ này nặng giá mang luôn em, 1300W nha, điện 100V xanh vô Isoy 12 ở dưới lòng đẹp nha. Đấy. Rồi con này 480 anh em ơi, 480 đấy. Ok luôn Yanamen. Rồi ok, một chức năng nấu được anh em. Đấy. Đó, tiếp tục chức năng thứ hai. Nấu ok luôn em. Yanamen anh em ơi, IHS 1400. Rồi ok. Rồi cái này bấm được anh em ơi. Rồi thật. Rồi cái này bấm lên cái này. Rồi ok. Này nút khó 3 giây chị em gì đó anh em ơi, không dám đụng. Rồi. Nấu được anh em nha. Đi xuống em, nấu được. Rồi cái này 2015 1400W anh em ơi. Đó 1400W Yanamen 380 anh em ơi. Đó 588 380 anh em ơi. Đó. Đâu từ từ. Yanamen vừa 350 anh em ơi, 350. Yanamen nó rẻ. 588 350. Bộ này mấy cái Toshiba là đâu mất hết rồi em. Rồi mấy cái mấy con Bana nữa em. Cái này Electronic nha em ơi. Đấy. Bỏ lò lên, bỏ lò lên. Nó kêu rồi. Rồi. Sôi được anh em nha. Rồi, tắt đấy, vẫn sôi bình thường. Rồi hai chức năng đấy, hai chức năng đấy, bấm được này, bấm được rồi. Electronic luôn rồi, 350 luôn em ơi, 589 350 đấy, 350 anh em, 589 350k này đời 2023 luôn anh em. Đấy, 23 nó quán xấu bình thường anh em. Hôm qua là 23 là đẹp đâu. Lấy cái khăn lau qua một cái đẹp. Bana này mà KZ33 này. KZ33 con này năm 2019 đấy. 1400. Ấn điện với em. Điện đâu? Lấy dây khác. Này xuống lấy con kia đi. Ở này lấy một cái còng dây phù hợp với nó. Bỏ vô, dán nó lại luôn. Mấy con Bana này thì nó không chết được đâu anh em. Bao châu bò luôn.
đang dài khác đi. Cái này bữa em test rồi. Nhiều con dây biết. Biết thiệt anh em ơi. Rồi, mấy con bỏ này xuống. Mấy con hồi này để em kiếm dây em bỏ vô lại cho đàng hoàng anh em ơi. Tại vì chỉ có mấy con đó nó mới kéo là mấy con cỏ mà ẩu ẩu là đi luôn lô hàng luôn á. Này Sony anh em nha, nét như Sony lắm nè. Đấy. Ba chức năng. Bấm được hết anh em. Đấy, bấm được hết nha. Rồi. Thử nó có ăn từ nó chạy không thôi. Rồi, lên rồi đó. Đấy. Cái son nó đang nhắc nhả luôn. À, nấu con này nấu nhẹ nhàng anh em, nấu không kêu luôn, đúng là Sony luôn. Rồi cái này nó có chức năng vậy thôi anh em ơi. Rồi 590 Sony Sonet. Nặng 1300W Madin dao băng luôn em. Đấy. Rồi. Con này nặng bao nặng luôn em. Nặng gấp đôi những con bình thường. Rồi con Sony này 480k nha. Đấy, ok đi. 480. Rồi. Này đời 21 luôn nè. Con này đời 2021 anh em ạ. Rồi ok, nhận luôn. Đời 2021. Máy đẹp BF33. 21. Một nút bấm được anh em nha. Đấy. Hai nút. Rồi ok, bấm được hết anh em nha. Đấy, 591 con này đời 2021. Đấy, 1.050k anh em nha. Đấy. Ok, bán sơ đời nữa không? Con này mới đẹp nè. Đời này rất ok. Đời này đẹp. Đét nó 21, đét nó không quan trọng anh em nha, nhưng mà nó đẹp. Còn đét mà coi như là 21 nhưng nó xấu thì em sẽ cái giá nó khác nè. Đấy, đời 2011 này. 331 này. Đấy, 331. Đấy. Rồi ok, con này chạy cho 592. Này đét 2011. Nhưng mà máy nó vẫn đẹp nhưng chạy ngay đây tí xíu. Đấy. Rồi con này 850 này nè, đấy. Ok, Bana đi nhau. Cái nào bấm được anh em ơi. Đấy, ok, nào bấm được, nấu ok luôn, cái này châu bò luôn em ơi. 592, 850, 2011, đấy, 31. VH31. Thôi chạy ngay nè anh em, đấy, chạy chạy ngay nè. 850 này, đấy. Rồi, con này Iris Oyama.
nhấn cho 2 giây anh em nha. Rồi Aris Oyama cảm ứng, nhấn cho 2 giây. Aris Oyama cảm ứng, nhấn cho 2 giây, nhấn vô nút này dưới anh em. Bất cứ một bếp từ nào lớn nhỏ cảm ứng nhấn 2 giây. Lấy một cái bếp từ đôi. Một bếp từ đôi á, hiểu không? Bếp từ 100V mà bếp từ đôi á. Rồi này có 3 chức năng nấu nè anh em. Chức năng gì đây nè? Đấy, chức năng gì á? Tăng giảm được nè. Đấy. Rồi. Cái này tăng giảm được nè. Đấy. Tắt. Đấy. À này chức năng hẹn giờ. Này chức năng hẹn giờ. Rồi ok. Full anh em. Đấy. Rồi 593. Đấy. Con này cảm ứng to. Xuống em. 593 cảm ứng to, con này 2022 1400W. Rồi con này 450 nha, 593 450. 593 450. Đây một bếp từ đôi anh em ạ, Aris Oyama. Điện 100V luôn nè, nó cũng 1400W nhưng mà nó từ đôi nè. Này bếp từ đôi nè, miệng góc ngay đây nha, nó bị miệng góc ngay đây, miệng góc ngay đây, hơi xấu xấu một tí. Miệng góc ngay đây nè. Aris Oyama hơi dơ tí thôi. Rồi một con chạy ok anh em nha. Đấy. Đấy. Rồi. Bỏ vào đây. Rồi ok luôn. Đây 1 2 3 4. Đấy. Này nó hơi xấu xấu anh em nha. Con này nó hơi xấu xấu một tí. Mẻ mặt kính hả? Rồi 594. Mẻ mặt kính mà nấu được ok nha. Đấy qua đây xôi luôn nè. Rồi con này đợi cho anh em 1.100.000 luôn. Mẻ mặt kính nè, mẻ tí xíu ở đây. Bao phí vận chuyển về nhà cho anh em ha. Rồi ok, nấu ok luôn. Đấy, rồi xuống nha. 1.100.000 dây liền anh em nha. Con này mấy con này là mấy dây liền. Thì con này đời 2016 anh em ha. 1400W đời 2016. Đấy, nó miệng góc ngay đây nè. Ở ngay góc ngay đây tí xíu nè. Đó. Không vấn đề hết nhưng mà nhìn nó không có được thẩm mỹ thôi anh em. Đấy, rồi 594 triệu mốt luôn. Cho một con kia lên nè. Một con dây liền. Rồi 595, con này Bana, đấy BH này anh em. Này bếp từ âm anh em nha. Từ âm, con mà nó âm. Được rồi, lâu chi càng lâu nó càng dơ. Rồi lên điện anh em ơi, nấu luôn. Này nó âm nè anh em. Này nó âm. Okay luôn nha, 595. Rồi này đến 600 nha, từ âm 6 Panasonic 10KZ11 bên đấy, 600k. Rồi ok đi không anh. Rồi lên hút bụi đi em. Rồi bây giờ anh sẽ lên một ít hút bụi cho anh em ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ lên con 8 Slim tiếp anh em nha, 8 Slim.
đấy, 8 lim 3 pin 1000 2000 pin 2400 đấy. Ok nè anh em, đấy. 3 pin nha. Ống yến này hơi tét tét ngay đây tí xíu. Đấy, anh em về mua gói ruột gà bỏ vô. Đấy. Vẫn chạy bình thường anh em. Nhung lụa đẹp nha. Máy không có bị vấn đề hết. Đấy, máy pin và sạc anh em nha. Con này máy pin và sạc. Sạc nó là sạc điện 220V và nó là 8 slim anh em nha, còn 8 thường thì giá nó khác anh em. Đây. Giá thì bên em máy bụi thì em không có bao pin, không bảo hành, không bao gì hết anh em, chỉ là bao ship thôi. Đấy. Sạc bình thường anh em ơi. Còn cái cần của nó đây, cần xanh. Ok luôn. Đấy, nó bị chạy chạy dính keo này nữa. Đấy. 8 slim anh em nha. Đó, gắn gì vô nó mới chạy đâu. Rồi anh em về mua cái ruột gà bỏ vô luôn. Đấy. Có ruột gà bỏ vô nha. Rồi, đây. Rồi con này hư cái ruột gà một tí xíu. Đấy. Rồi cái này đợi anh em 1350 đi anh em. Đấy, ruột gà 596 1350. Bao ship thôi anh em nha. Đấy. 1350. Bên anh em về anh em tự bóp kiểm tra đi nha. Đó, kiểm tra nó chạy bao lâu. Đấy. Em không có bóp đâu anh em ơi. Nhà em số lượng một lần giờ mấy trăm ngàn con em không có bóp. Bóp chạy nhức cái đầu luôn á, coi như không ai canh luôn anh em. Rồi ok luôn. 596 1300 1.350 giá, quên ghi lộn, 1.350 anh em nha, 1.350 bao ship. Rồi, chạy ok, máy pin sạc. Rồi ok luôn. Này ruột gà nó ok nè, đấy ruột con này ok. Rồi. Này 8 slim luôn em nha, pin 2400. Đấy. Thành thức còn ok luôn, ống ít màu xanh đây nè, đấy. Chạy ok nha, này anh em chỉ cần vệ sinh lại là ok luôn. Rồi con này nó là 1.400.000 bao ship. Đấy. Anh em lưu ý kỹ nha, pin bỏng hay không bao đâu anh em nha. 597 1.400.000 này em bán theo giá thợ luôn anh em. Đấy. 1.400.000. Rồi ok đi luôn em. Này đơn giản thôi, không test nhanh lắm. Đấy. Máy pin sạc anh em ơi. Đấy. Nhận sạc đầy đủ. Đây ruột gà nó ok nè, đấy ruột nó ok luôn. Vải nhung. 8 thường. Đấy, này 8 thường anh em. 8 thường nha. Đấy. Rồi con này 900 anh em ơi, đấy máy. Này cần nè, nó hơi xước xước anh em, giờ vệ sinh lại 900k. 598, đấy 900. Máy pin sạc anh em ơi, đây. 598 900. Ok luôn, đấy, nhận sạc anh em, đấy. 598 900k. 8 thường anh em ơi, không phải 8 lim đâu, 8 thường. Rồi ok đi luôn em, 598 900. Này vơi 8 anh em ơi, 8 thường luôn. Đấy. 8 thường nó có 3 pin này, đấy, 3 pin. 8 thường. Này ruột gà nó xấu nè anh em, ruột gà xấu nè. Cỡ nhung, ruột gà xấu anh em nha, ruột gà đứt rồi. Đứt nhị rồi, đấy, ruột gà xấu đứt nhị rồi. Rồi con này 803 đi anh em ơi, 803 đi, 599 830. Ok luôn, 599 830 rồi đi. Này 7 anh em nha, này 7, đấy, này 7. Này 7, đấy. Không bao pin đâu anh em nha, anh em lưu ý kỹ giùm em. Đấy. Một. Ok luôn. Đây. Quay 7. Rồi, ruột gà con này cũng ok nè anh em. Đó. Rồi, con này 7,5 anh em ơi, 750 mã 600, 750k với 7. Rồi, 750k với 6. À quên, mã 600k. Ờ mã 600, 750k với 7. Tiếp tục là một con V7 nữa anh em ơi, V7 thường. Cái này thì ruột gà nó không quay nè, đứt cái này luôn nè, đó, đứt cái này. Em kiếm cái này khác đi em ơi. Cái này khác đi. Kiếm cái chỗ khác đi. Đây. Ok anh em. Máy chạy nè. 7 anh em. Giờ vệ sinh lại nè nha.
Này em về sau bán giày không có vệ sinh, không có test pin. Không vệ sinh, không test pin. Đưa cho cướp. Đây. Cái này anh em hút rác lớn anh em ơi, cái này hút rác lớn. Đó. Mạnh. Rồi con V7 này 700 anh em ơi, 601 700. 700k, 601 700. Đấy, ok anh em nha. Rồi con này V6 anh em nha, V6 thường. Đấy, V6. V6 ống này, ống trắng. Chạy nhưng mà chạy, nhưng mà nó chạy nè. Đấy. Ống không chạy nè. Đấy, rồi ok luôn, ống không chạy V6. 6 thường anh em ha. Rồi 602. 602, cái này máy pin sạc luôn em nha. Con nào nó cũng có kèm theo cục sạc đó, đây nè. Em nào cũng kèm theo sạc đó. Đấy, nhận pin nha. Rồi con này 6 thường 300 nè, 300k đi. Đây, máy cái đầu thì tỏi không chạy, bao ship rồi anh em. Rồi con này 623 đấy. 63 với 6 cầm tím. Con này hút mạnh lắm luôn nè, mình hít hít cái bàn luôn. Dở bàn luôn. Chừng. Rồi ok nha. Đấy, chỗ chạy, chỗ cước anh em ơi. Con này chỗ cước ha, máy pin sạc anh em. Rồi, con này máy pin sạc. Pin về tự bấm tự test đi anh em ơi. Đấy, rồi đây nè anh em ơi. Rồi 450 nha. 6603 450k bao ship về nhà cho anh em. Đấy, được đấy, đi luôn em. Rồi con này 6. Đấy, hết pin luôn, bấm cái hết pin luôn này. Đấy. Con này không phải sạc à, đúng không? Rồi vô rồi. Rồi con này là 6 thường nè. Đó. 6 thường. Máy pin sạc. Chỗ nhung. Đây, sạc chút xíu đang này, đấy, đang pin xanh. Đấy. Này ống nó gãy luôn anh em nha, ống nhung nhưng mà ống gãy đúng không? Đấy, bóp chạy cái hết pin rồi anh em ơi. Đấy. Đây, gắm sạc vô. Rồi ok, này em sạc pin hết anh em nha. Còn cái nào mà em sạc mà nó không chạy em cho ra bên kia, từ từ em xử lý, em bán sát lấy phụ tùng rồi sau anh em ơi. Đấy. Rồi 604. Bữa là em về số lượng nó nhiều, em không có sạc. Đấy, cho anh em trộn trước luôn đấy, cho xong sơn cho anh em trộn trước rồi bây giờ gần hết rồi. Đấy. Sạc lên con nào chạy cho anh em trộn tiếp, còn con nào không chạy cho ra qua bên lùa đây rồi. Đấy, nó là như vậy. Rồi con này đợi cho anh em ống gãy, ống nhung, ống gãy rồi 16 thường 300 nè anh em ơi, 300 bao ship nha. Chờ đi luôn. Đấy. Máy pin sạc. Rồi chạy. Con này V6. V6 Pro. 6 thường anh em ơi. Đấy, V6 6 thường. Ống nó cũng gãy rồi anh em ơi, ống nó cũng gãy rồi. Nhung quay được này. Hư ruột gà rồi anh em ơi, con này hư ruột gà. Rồi con này 320 đi anh em, 605 320. Máy chạy anh em nha, máy pin sạc có đầy đủ. Đây. Đó, nhận sạc ok. Máy pin sạc có đầy đủ anh em nha. Đó, ok đi rồi. Đó. 605 320. Rồi em này V7 anh em ơi, 7. Thay cái đầu đi em ơi, cái đầu nó gãy gãy rồi kìa. Này V7 nè, nó hơi dơ nè. Này. Có gì đâu. 7 cần xám nè, cần này ok luôn. Nhét đây luôn, rồi đây chỗ cước anh em ơi. Chổi đẹp nè, chỗ cước mày chổi đẹp. Đấy, máy pin sạc luôn. Với 7 anh em nha, 700 luôn. Ok, 606 700. Rồi 606 700k dành cho em nó luôn. Đấy. Cái cần nó bị mất rồi kìa. Cần bị mất. Lấy cần khác. Này 8 slim tiếp em nha, 8 slim. Đấy. 8 slim này màu tím pin 2400.
Ok, cỡ quay cần đỏ này nè, cần đỏ đẹp. Đó, cái này lúc quay lúc không nè. Ống ok nha, này ống ok. Ống đẹp. Rồi, ống này lúc quay lúc không nè anh em. Rồi, con này chiều tư luôn, máy chắc máy bao đẹp nha. Chắc máy thì đẹp rồi. Những cái chỗ kia lúc quay lúc không, chiều tư. Đấy, 1.400.000. Thì bao ship dành cho em nó nha. Đấy. Rồi lấy cây V10 đây kia đưa dành. Lấy cây V10 kia đưa dành. Cây này cần đỏ với mừng đẹp này nè. Đấy. Chạy ru luôn nè. Cái cần này dưới lên hơi cắn cắn tí xíu này nè. Vải nhung lụa đẹp nha. Đấy, với mừng máy pin sạc. Đấy. Có sạc cho anh em nha, máy pin sạc. Ống đẹp luôn, ống không gãy. Thì con V10 này, đấy, giá là 2.200.000 anh em ơi. Đấy, anh em về tự kiểm tra pin giùm em nha. Rồi ok, máy pin sạc anh em nha, 2.200.000, 608 2.200.000. Máy pin sạc 2.200.000. Hết rồi em. Thôi được rồi, hết thôi. Rồi đợi em xíu. Nhà mình còn quạt không? Ừ. Quạt đem ra thêm 2-3 cái nó quay cho nó tới 11 giờ luôn. Đợi em xíu anh em ơi. Rồi bây giờ em sẽ test thêm 2 con quạt anh em ơi. Gắm dây vậy. 2 con quạt nữa là xong. Con này Toshiba. Bầu, cái bầu nó đẹp nè anh em. Đấy, bầu đẹp. Gắm điện cho em, gắm điện cho em. Toshiba bầu đẹp, con này cũng quạt bàn anh em nha. Quạt bàn. Đấy. Bầu cánh cổ là cánh 30, cánh 4 lá nè, bánh 30. Đấy, chạy ok nè. Đấy, quay vòng vòng êm ru anh em. Đấy, quay vòng vòng êm ru. Bầu này nó cũng hơi xét anh em. Anh em giờ làm lại giùm em hả? Đấy, lúc 2 1. Toshiba, con này chạy nó ok luôn, cổ cánh thì ok nha. Đấy, cổ cánh từ từ. Đây. Đấy. Hình như chỗ này nó có xương xương cắn 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 tí xíu này nè mà này đấy xíu xíu nè đó. Rồi ok, quay lại, quay lại dòng. Rồi quạt bàn này đấy Toshiba. Rồi để cho anh em con này hình thức cũng ok, cắn cắn tí xíu nữa. 609 rồi 609 550 cho anh em luôn đó, đi luôn em ơi. 550k 609 bao phí vận chuyển cho anh em nha. Rồi đi luôn em, chạy ok, cánh 30. Rồi tiếp tục là con Toshiba quạt lửng anh em nha. Đấy. Toshiba quạt lửng chạy ok luôn nè. Đấy, lửng. Đấy. Quay nhầm nhầm. Ở trên nó có quay không em? Đó. Máy chạy anh em nha, nhưng mà trên này nó không quay. Đấy, lửng Toshiba. Cái bầu nó xấu anh em nha, cổ cánh thì ok nhưng mà cái bầu nó xấu. Đấy. Cổ cánh ok, bầu xấu. Rồi con này Toshiba. Rồi để cho anh em con này cái bầu nó xấu, 750 cho anh em luôn. Đấy, mã 6 chồng 610, 750k bao phí vận chuyển cho anh em nha. 750 bao ship Toshiba lửng anh em nha, lửng cánh nè. Có cái bầu là nó xấu anh em ơi. Anh em giờ vệ sinh lại ha, hoặc lửng 750 bao ship cho anh em nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em vào video chiều ngày hôm nay nha. Rồi chúc anh em một ngày đầu tuần nhiều sức khỏe ha. Rồi kiếm cái thật công việc thật là suôn sẻ ha. Rồi xin chào tất cả anh em nha.